Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 567. Kỳ thật, tại lĩnh ngộ thiên thủ bách tí đại uy thiên long về sau, Diệp Thần tu vi, thậm chí là có thể đột phá bình cảnh, nhất cử bước vào cửu đỉnh cảnh, nhưng hắn không có làm như thế, là sợ chính mình đột phá quá nhanh, căn cơ bất ổn. Khương Khiếu Vân kinh hãi sau khi, vội vàng đánh xuất đạo đạo ấn quyết, phong tỏa thiên cơ, miễn cho Diệp Thần lĩnh ngộ thiên thủ bách tí đại uy thiên long khí tượng khuếch tán ra, gây nên phiền toái không cần thiết. Diệp Thần mở mắt, trong đôi mắt liền có thật dài kim quang bắn ra, thần uy bừng bừng, dọa đến Khương Khiếu Vân lại tại chỗ quỳ xuống. Khương bá mẫu, làm sao đến mức này? Diệp Thần thấy thế, bàn tay hư nhấc, liền tranh thủ Khương Khiếu Vân đỡ lên. Khương Khiếu Vân kích động nói, luân hồi chi chủ, ngươi. Ngươi thật lĩnh ngộ Siva vô thượng tuyệt học. Diệp Thần im lặng, nhìn thấy chính mình thiên thủ bách tí. Đại uy thiên long quấn quanh bàng bạc khí tượng, hắn cũng là cảm thấy, lực lượng trong cơ thể cường đại hơn nhiều, kỳ thật đã có thể đột phá đến cửu đỉnh cảnh. Siva vô thượng tuyệt học, mang tới tạo hóa, dù chỉ là lĩnh ngộ một chút xíu, cũng thực sự quá lớn, đủ để cho Diệp Thần xông phá đại cảnh giới hạn chế. Bất quá, Diệp Thần lựa chọn khắc chế, dù sao hắn đường lớn không được đầy đủ, thần giáp mệnh tinh còn không có khôi phục hoàn chỉnh, lúc này đột phá, căn cơ quá hư nhược. Xem như lĩnh ngộ một tia, nhưng đã là cực hạn. Diệp Thần nắm chặt lại quyền, từ hắn bắt đầu lĩnh hội Vi Đà chân kinh, cho tới bây giờ, đã qua 5 ngày. Cái này 5 ngày thời gian, Diệp Thần tất cả tâm thần lĩnh hội Vi Đà chân kinh, rốt cuộc nhường hắn tại vô tận hỗn độn phù văn bên trong, bắt được một tia linh quang, lĩnh ngộ được Siva một môn vô thượng tuyệt học. Siva thập pháp, có cửu thiên chân lôi chú, cực quang thiên đao, kim cương bất hủ thể các loại, thiên thủ bách tí đại uy thiên long. Chính là một trong số đó. Môn tuyệt học này, có thể hiển hóa ra thiên thủ bách tí đại pháp tướng, mỗi cánh tay lại có thiên long quấn quanh, một chiêu giết ra, thiên thủ bách tí, vô tận thần long gào thét, kia thật là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, bạo diệt tinh sông, hủy diệt vũ trụ, bất quá lật tay ở giữa. Môn tuyệt học này tu luyện tới nhất cảnh giới đỉnh cao, liền vô vô thời không pháp tắc đều không chịu nổi, chư thiên thế giới rất khả năng đều muốn bị đánh nổ, đều muốn hướng đi hủy diệt. Bất quá chính mình chỉ là nắm giữ một góc của băng sơn mà thôi. Diệp Thần xem như cảm nhận được Siva cường đại, không hổ là lấy chiến đấu lực phá hoại chứ danh trụ thần, kia Siva thập pháp, Diệp Thần chỉ là lĩnh ngộ một môn, liền cảm thấy nghịch thiên. Hắn trước kia học Đại Thiên Kim Đao Trảm, Đại Thiên Thần Diệt Trưởng, hoàn toàn không thể cùng môn này thiên thủ bách tí đại uy thiên long so sánh. Nếu là Siva thập pháp toàn bộ luyện thành, kia Diệp Thần đủ mà đối kháng thiên tổ. Bất quá Diệp Thần cũng cảm giác được, cái này ba trang Vi Đà chân kinh, có thể để cho hắn tìm hiểu ra một môn vô thượng tuyệt học bên trong một góc của băng sơn, cũng đã là cực hạn, không có khả năng lại lĩnh hội đệ nhị môn. Siva thập pháp cái khác diệu pháp, đều ghi lại Vi Đà chân kinh tác phẩm vĩ đại bên trong, mà không phải cái này ba mảnh lẻ loi trơ trọi trang sách. Khương Khiếu Vân nói, cực hạn có ý tứ là. Diệp Thần mỉm cười, nói, liền là không bột đố gột nên hồ. Ngộ tính của ta mặc dù còn chưa tới cực hạn, nhưng lấy không được Vi Đà chân kinh tác phẩm vĩ đại, chỉ có ba mảnh trang sách, ta có thể lĩnh ngộ một môn tuyệt học liền là cực hạn, lĩnh ngộ không được đệ nhị môn. Vi Đà chân kinh tác phẩm vĩ đại, thế nhưng là tại bến bờ vũ trụ A, Diệp Thần nghĩ muốn cầm tới, trừ phi là phi thăng bỉ ngạn. Khương Khiếu Vân nói, thì ra là thế, ân, ta hiểu được. Dừng một chút, nàng nghĩ đo một cái, nói ra, luân hồi chi chủ. Nếu như ngươi cảm thấy thiên phú của ngươi còn chưa tới cực hạn, kia có lẽ có thể nếm thử đi tìm Siva thi hài, quan sát Siva thi hài bên trên đủ loại hoa văn mạch lạc, ngươi có lẽ còn có thể lại lĩnh ngộ ra những thứ gì, nếu như ngươi có thể chịu đựng lấy kia cỗ hủy diệt trùng kích. Diệp Thần khẽ giật mình, nói, Siva, thi hài. Khương Khiếu Vân trịnh trọng nói, đúng vậy, ngươi hẳn là nghe qua một chút truyền thuyết, liền là trong truyền thuyết thiên đạo tam tương thần, Brahma, Siva, Vishnu. Bọn hắn kỳ thật đều đã chết. Diệp Thần thân thể chấn động, nói, vâng, ta đích xác có chỗ nghe nói, Khương bá mẫu, chẳng lẽ ngươi biết cái này phía sau bí ẩn? Tại 72 trụ thần bên trong, thiên đạo tam tương thần thân phận đặc thù nhất, bởi vì thế giới này, đầu tiên là từ Brahma trong mộng cảnh đản sinh, sau đó Siva cùng Vishnu tiến đến, các hiển thần thông bảo hộ thế giới này, nhường thế giới có thể sinh sôi cho tới hôm nay tình trạng. Có thể nói, bây giờ thế giới này, có thể sinh sôi cho tới hôm nay, thiên đạo tam tương thần công đức lớn nhất. Nhưng truyền thuyết,
thiên đạo tam tương thần đều đã chết, Diệp Thần một mực không biết phía sau bí ẩn, hiện tại gặp Khương Khiếu Vân tựa hồ biết, hắn tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Khương Khiếu Vân do dự một chút, lo lắng lấy muốn hay không nói. Diệp Thần nói, Khương bá mẫu, nếu là ngươi biết bí mật gì, còn xin báo cho một hai. Khương Khiếu Vân trầm ngâm nói, cái này phía sau nhân quả, phi thường trọng đại, luân hồi chi chủ, ta không biết đạo tâm của ngươi có thể hay không chịu đựng nổi trùng kích, dù sao ngươi chỉ là thiên nguyên cảnh. Diệp Thần nói, ngươi cứ nói đừng ngại, đạo tâm của ta không sợ hết thảy, ngươi hẳn là tin tưởng ta. Khương Khiếu Vân có chút hít một hơi, nói, tốt, ân, nên bắt đầu nói từ đâu đâu. Thiên đạo tam tương thần vẫn lạc bí mật, tựa hồ hết sức phức tạp, Khương Khiếu Vân trong lúc nhất thời, cũng không biết từ đâu nói. Diệp Thần nói, ngươi liền nói cho ta, Siva là chết như thế nào? Hắn biết, đối 72 trụ thần tới nói, cái gọi là chết bình thường là chỉ bỏ mình, linh hồn lại bất diệt. Bởi vì 72 trụ thần, bọn hắn lực lượng thực sự quá cường đại. Bọn hắn là bất diệt bất hủ tồn tại, sau khi chết linh hồn cũng sẽ không tiêu vong. Thiên đạo tam tương thần chết, đoán chừng cũng chỉ là bỏ mình. Nhưng cho dù chỉ là bỏ mình, cũng quá khó mà tin nổi, đặc biệt là Siva, hắn là như thế tồn tại cường đại, ai có thể giết chết hắn. Liền xem như thiên tổ xuất thủ, cũng không có thể. Khương Khiếu Vân trầm ngâm một chút, nhưng không có nói thẳng, mà là hỏi, luân hồi chi chủ, người có nghe hay không qua Diêm Ma Tử Thần? Diêm Ma Tử Thần, Diệp Thần khẽ cau mày nói, biết một chút, truyền thuyết hắn là thế gian đệ nhất cái người đã chết. Từng tại thương linh dược giới, chôn xương trong vực sâu ma tộc, liền là sùng bái Diêm Ma Tử Thần. Diệp Thần là hỏi thiên đạo tam tương thần nguyên nhân cái chết, Khương Khiếu Vân lại nâng lên Diêm Ma Tử Thần, giữa hai bên, có lẽ là có liên hệ gì. Khương Khiếu Vân nói, đúng vậy, chúng ta nói tới 72 trụ thần, kỳ thật chỉ có 71 cái, còn có một cái Diêm Ma. Hắn là chân chính chết rồi. Không phải đơn giản bỏ mình, mà là thân thể cùng linh hồn, tất cả vẫn diệt, hắn mặc dù không có biến thành quang, nhưng có thể từ phần thiên đại kiếp trong thống khổ giải thoát tới, cũng coi là đạt được siêu thoát. Diệp Thần chấn động, đối chỗ có sinh mệnh tới nói, tử vong đều là lớn nhất kinh dị. Cho dù là 72 trụ thần, cũng không ngoại lệ, ai cũng không muốn chính mình chết, nhưng thế gian này, lại có so tử vong thống khổ hơn đáng sợ sự tình. 72 trụ thần, trường kỳ thừa nhận phần thiên đại kiếp thống khổ, cỗ này thống khổ, để bọn hắn dày vò vô cùng, bọn hắn muốn giải thoát, hoặc là biến thành quang, hoặc là chết đi. Ban sơ, không ai muốn chết, tất cả trụ thần đều khát vọng biến thành ánh sáng. Nhưng, biến thành quang, thực sự thật quá khó khăn, cho tới bây giờ, không có bất kỳ cái gì một cái trụ thần, có thể biến thành ánh sáng. Tại vô tận dày vò cùng trong thống khổ. Có chút trụ thần cũng không còn cách nào nhẫn nại, bọn hắn muốn chết, tình nguyện tiếp nhận tử vong đại khủng bố, vĩnh hằng ngủ say nghỉ ngơi, cũng không muốn lại tiếp nhận phần thiên đại kiếp thống khổ. Tỷ như thiên tổ liền là muốn chết, bất quá hắn có ba chuyện không có xử lý xong, nhân quả ràng buộc không trảm thanh, muốn chết đều làm không được. Tại vô tận tháng năm dài đằng đẵng bên trong, có thể chân chính chết đi trụ thần, chỉ có Diêm Ma Tử Thần. Ta nghe nói 72 trụ thần, vô cùng cường đại. Liền ngay cả mình đều giết không chết chính mình, là ai giết Diêm Ma? Diệp Thần rất là hiếu kỳ hỏi. Diêm Ma chết, cùng Thiên Cơ Lão Nhân, Hắc Hoàng Đế, Đại Hiền Giả các loại khác biệt, giống Thiên Cơ Lão Nhân, Hắc Hoàng Đế chờ trụ thần, bọn hắn chỉ là bỏ mình, linh hồn lại bất diệt, trong hủy diệt chi hải chìm nổi, mặc dù thừa nhận thống khổ cực lớn, nhưng dù sao còn không có chân chính tiêu vong, vẫn là có quật khởi lần nữa một ngày. Nhưng Diêm Ma, hắn lại triệt để chết. Thân thể linh hồn đều vẫn. Diệp Thần rất muốn biết, Diêm Ma là chết như thế nào. Khương Khiếu Vân lắc lắc đầu nói, Diêm Ma kiểu chết, cụ thể bí mật, ta cũng không biết, ta chỉ nghe Thiên Tổ nói qua, Diêm Ma là dựa vào lấy một môn gọi Xuân Thu Tử Thần Pháp bí pháp, từng bước xâm chiếm thân thể của mình cùng linh hồn, cuối cùng đạt thành tử vong. Tại Diêm Ma sau khi chết, môn này Xuân Thu Tử Thần Pháp, lưu truyền ra, tất cả trụ thần đều biết, rất đến bây giờ tại ta kiếm vũ điện bên trong. Cũng có môn thuật pháp này bản dập. Trụ thần nhóm biết, dựa vào Xuân Thu Tử Thần Pháp, có thể để cho mình chết đi, nhưng từ đầu đến cuối, loại trừ Diêm Ma bên ngoài, không ai có thể sử dụng môn thuật pháp này tự sát. Diệp Thần nói, vì sao? Khương Khiếu Vân thở dài, ta nghe Thiên Tổ nói, là bởi vì dùng Xuân Thu Tử Thần Pháp tự sát, quá mức thống khổ, cỗ này thống khổ, vượt qua trụ thần tiếp nhận cực hạn.
Trụ thần cũng là có bản năng cầu sinh, bọn hắn muốn dựa vào Xuân Thu Tử thần pháp tự sát, nhưng bản năng cầu sinh sẽ gấp rút khiến cho bọn hắn tại tối hậu quan đầu từ bỏ. Thật giống như một người thức thở, trên lý luận có thể dựa vào ngạt thở giết chết chính mình, nhưng trên thực tế không thể nào làm được, coi như ý chí lại kiên định người, cũng vô pháp vượt qua bản năng cầu sinh, giữa sinh tử có đại khủng bố a. Mà lại, dựa vào Xuân Thu Tử thần pháp tự sát, là cực kỳ thống khổ, không có trụ thần có thể chịu được được. Diệp thần ngạc nhiên, hỏi, kia Diêm Ma là làm sao làm được? Khương Khiếu Vân lắc đầu nói, không có người biết, theo lý mà nói, hắn cũng là không chịu nổi cỗ này thống khổ, nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm được. Diệp thần lại hỏi, kia để người khác xuất thủ, dùng môn này Xuân Thu Tử thần pháp, đến giết chính mình có thể hay không làm đến? Khương Khiếu Vân nói, không được, Xuân Thu Tử thần pháp, chỉ có thể dùng để tự sát, giết không được người khác. Diệp thần nhướng mày, nói, Diêm Ma tử thần chết, còn có Xuân Thu Tử thần pháp, cùng Thiên Đạo Tam Tương thần, lại có quan hệ gì? Khương Khiếu Vân thở dài, Shiva đạt được Xuân Thu Tử thần pháp về sau, muốn dựa vào môn thuật pháp này, giết chết Brahma. Diệp thần ngạc nhiên nói, ngươi không phải nói môn thuật pháp này, chỉ có thể dùng để tự sát, giết không được người khác sao? Khương Khiếu Vân nói, mọi thứ luôn có ngoại lệ, Brahma chính là cái này ngoại lệ. Nếu như Shiva xuất thủ, vận dụng Xuân Thu Tử thần pháp, đích thật là có khả năng giết chết Brahma. Diệp thần mờ mịt, nói, Shiva vì sao lại muốn giết Brahma? Khương Khiếu Vân nói, truyền thuyết chúng ta thế giới này, là từ Brahma trong mộng cảnh đản sinh, Shiva sợ hãi ngày nào đó Brahma tỉnh mộng, thế giới sẽ triệt để hủy diệt, cho nên, hắn muốn giết chết Brahma. Chỉ cần Brahma chết rồi, thế giới liền có thể vĩnh hằng tồn tại. Chỉ cần thế giới vĩnh hằng, Shiva liền có thể chiếm cứ sáng thế đại công đức, hắn liền có cơ hội biến thành ánh sáng. Diệp thần chấn động, hết thảy ân oán, hết thảy tranh đấu, cuối cùng cũng là vì biến thành ánh sáng. Khương Khiếu Vân nói tiếp, chỉ là, Vijanu không đồng ý, hắn sợ hãi Shiva giết người trên đường, Brahma sẽ tỉnh đến, một khi Brahma tỉnh lại, thế giới liền hủy diệt. Có thật nhiều trụ thần, đều đem tính mạng của mình, cắm rễ tại Brahma thế giới bên trong, một khi thế giới này băng diệt, rất nhiều trụ thần đều muốn bị liên lụy, thậm chí khả năng toàn quân bị diệt, tất cả trụ thần bỏ mình, linh hồn rơi vào hủy diệt chi hải, kia kết cục liền thực sự quá mức kinh dị. Cho nên, Brahma tuyệt đối không thể tỉnh lại, nếu không sẽ có kinh thiên tai biến, Vijanu cũng không dám mạo hiểm, hắn là thủ hộ chi thần, hắn từng hứa hẹn qua, muốn thủ hộ Brahma. Hắn quyết không cho phép, Shiva đem Brahma giết chết. Nhưng, Shiva tâm ý đã quyết, hắn nhất định phải giết chết Brahma, nhất định phải làm cho thế giới vĩnh hằng, hắn cuối cùng xuất thủ. Diệp thần nghe đến đó, trái tim siết chặt, nói, kia Brahma bị giết chết sao? Khương Khiếu Vân nói, ngô, ta nghe thiên tổ nói, bây giờ Brahma, không chết lại không sống, xem như cái xác sống. Diệp thần nói, xác sống. Khương Khiếu Vân nói, đúng vậy. Lúc đầu, Shiva thần thông vô địch, hắn đem hết toàn lực muốn giết Brahma, lại dựa vào kia Xuân Thu Tử thần pháp, là thật có khả năng đem Brahma giết chết. Nhưng, Vijanu liều chết che chở, tại Brahma thân thể bên trên, khắc gieo hạt loại thủ hộ phù văn, cuối cùng, Brahma bị Shiva chém xuống, nhục thân rơi xuống vô thời không, nhưng không có chết, chỉ là bị cực lớn thương tích, từ ngủ say lâm vào càng chiều sâu hơn ngủ say, thành một cái xác sống. Diệp thần nói, liền là người thực vật. Khương Khiếu Vân nói, đúng thế. Diệp thần cau mày nói, kia Brahma thân thể, lại rơi tới nơi nào. Lúc nói lời này, trái tim của hắn phanh phanh ra tốc nhảy lên. Vô thời không, chư thiên vạn giới, bến bờ vũ trụ, đều thuộc về Brahma thế giới. Mà Brahma thế giới, hết thảy khởi nguyên, đều nguồn gốc từ Brahma, thậm chí liền này thiên đạo khối Rubik, phía trên rất nhiều vĩ đại pháp tắc, đều là nguồn gốc từ Brahma. Là Brahma trên người hoa văn biến hóa ra. Brahma là thế giới chi tổ, hết thảy vĩ đại cùng pháp tắc khởi nguyên, thân thể của hắn, vĩ lực minh mông, cường đại đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng, nếu là hắn rơi xuống đến vô thời không, nhất định là kinh thiên động địa, nhưng Diệp thần nhưng xưa nay không có bắt được qua Brahma thân thể mảy may tin tức. Khương Khiếu Vân nói, vô thời không so sánh thế giới chân thật, nhiều một cái huyễn tưởng chiều không gian, Brahma thân thể quá vĩ đại. Thế giới chân thật không cách nào chứa được hắn, thân thể của hắn một rớt xuống, liền rơi xuống vô biên huyễn tưởng cùng trong mơ màng, huyễn tưởng vô tận đầu, ai cũng không biết Brahma thân thể rơi xuống đi nơi nào.
Diệp Thần suy nghĩ xuất thần, đúng, phô vô thời không có một cái huyễn tưởng chiều không gian, huyễn tưởng biến hóa ngàn vạn, thiên mã hành không, ảo diệu vô tận, Brahma thân thể rơi xuống đến huyễn tưởng chiều không gian bên trong, mà lại vậy bản chất bên trên vẫn là chính hắn mộng cảnh, ngoại nhân muốn nhìn trộm, kia cơ hồ liền là chuyện không thể nào. Phô vô thời không nhiều như vậy cái kỷ nguyên đi qua, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể tìm tới Brahma một tia bóng dáng, thấy rõ Brahma ẩn nấp chi sâu. Kia Shiva đâu? Diệp Thần lại hỏi. Khương Khiếu Vân thở dài, Shiva cũng bỏ mình, hắn đã sớm biết, chính mình đem hết toàn lực đi giết Brahma, nhục thân khẳng định nhịn không được kia to lớn tiêu hao, tất nhiên muốn đi hướng suy diệt. Quả nhiên, tại hắn chém xuống Brahma về sau, thân thể của hắn linh khí cũng cấp tốc khô kiệt, cùng bắt đầu vỡ vụn, một khi thân thể vỡ vụn, linh hồn hắn liền sẽ rơi vào hủy diệt chi hải, tiếp nhận vô biên tra tấn. Bất quá, Shiva sớm có bố cục, hắn chuẩn bị một cái cho cốt đàn, kia cho cốt đàn, không phải dùng để chứa cho cốt, mà là trang hắn linh hồn của mình. Tại thân thể vỡ vụn về sau, Shiva linh hồn cấp tốc bay ra, chui vào cho cốt đàn bên trong, hắn vỡ vụn thân thể cũng rơi xuống đến vô vô thời không, không biết giấu ở cái nào huyễn tưởng chiều không gian nơi hẻo lánh. Đến mức Vijanu, hắn vì thủ hộ Brahma, thân thể của mình cũng vỡ vụn, bất quá hắn dự liệu được kết cục này, cho nên cũng cùng Shiva như vậy, đã sớm sớm bố cục, hắn cũng chuẩn bị một cái cho cốt đàn. Thân thể của hắn vỡ vụn rơi xuống vô vô thời không, chính mình linh hồn liền chui vào cho cốt đàn bên trong đi. Mất đi nhục thân ký thác, trụ thần linh hồn là vô cùng nguy hiểm, tùy thời đều có thể bị hút vào hủy diệt chi hải, cho nên tại nhục thân còn không có khôi phục trước, Shiva cùng Vijanu, linh hồn của bọn hắn đều là không dám ra tới, chỉ có thể trốn ở kia cho cốt đàn bên trong. Kia hai cái cho cốt đàn, đều chôn ở sáng thế chi dưới cây. Diệp Thần nghe xong Khương Khiếu Vân lời nói, không hiểu cảm thấy rùng mình, lưng phát lạnh, lên một thân nổi da gà, lẩm bẩm nói, đây chính là thiên đạo tam tương thần, vẫn lạc toàn bộ chân tướng sao. Khương Khiếu Vân nói, đúng thế. Diệp Thần trầm mặc xuống, chỉ cảm thấy ngực vô cùng phiền muộn. Cái này thiên đạo tam tương thần vẫn lạc chân tướng, quá mức kinh dị quỷ dị, hắn đạo tâm nhận lấy to lớn trùng kích. Nguyên lai thiên đạo tam tương thần vẫn lạc, là bọn hắn tự giết lẫn nhau. Ở trong đó, liên lụy tới Xuân Thu Tử Thần Pháp, nhục thân vỡ vụn, cho cốt đàn chở các loại khái niệm, không hiểu nhường Diệp Thần có cố bị quỷ dị bao phủ cảm giác, rất không thoải mái. Khương Khiếu Vân lo lắng hỏi, luân hồi chi chủ, người gặp thế nào? Diệp Thần chậm rãi thở ra một hơi. Khoát tay một cái nói, không có việc gì, thiên đạo tam tương thần vẫn lạc, phía sau chân tướng, đích thật là có to lớn lòng người trùng kích. Bất quá lấy đạo tâm của ta, còn có thể tiếp nhận. Khương Khiếu Vân thở dài một hơi, nói, vậy là tốt rồi, ai, ta là thiên tổ lắng nghe người, lúc trước nghe thiên tổ nói đến những bí mật này thời điểm, ta bị ác mộng quấn thân đau khổ vạn năm. Về sau tại sinh ra tinh diên về sau, nhìn thấy nhà đầu kia đáng yêu lanh lợi bộ dáng. Tâm tình mới dần dần chuyển biến tốt đẹp. Nói đến tinh diên thời điểm, Khương Khiếu Vân khóe miệng bên trong, lại không che giấu được lộ ra một vòng hoài niệm cùng nụ cười vui mừng. Diệp Thần cũng cười nói, bá mẫu xin yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu ra tinh diên cô nương. Hắn dù sao cùng tinh diên từng có tiếp xúc da thịt, tổng không thể nhìn nữ nhân của mình, bị người khác giết chết. Khương Khiếu Vân lấy lại tinh thần, biết hôm nay tinh diên, đã không phải là năm đó cái kia nhu thuận đáng yêu tiểu nữ hài, chỉ biết là cả ngày gây chuyện, thực sự để cho người ta nháo tâm cực kỳ, nàng cũng không dám mạo phạm Diệp Thần, vội vàng nói, luân hồi chi chủ, không cần miễn cưỡng, nhà đầu kia. Ai, sinh tử của nàng, liền phó thác cho trời đi. Diệp Thần lắc lắc đầu nói, còn có hai ngày, chính là chúng ta cùng đạo huyền tổ sư ước hẹn ngày đi. Đến lúc đó, bá mẫu, người tương kế tự kế, đem ta đưa đi sáng đạo cung là được. Khương Khiếu Vân trầm mặc, nhìn thấy Diệp Thần tại cái này trước mắt, còn không có từ bỏ tinh diên, nội tâm của nàng cũng là rất cảm kích, nói, luân hồi chi chủ đại ân đại đức, thiếp thân cảm kích khôn cùng. Diệp Thần khẽ gật đầu, lại hỏi, đúng rồi, bá mẫu, người mới vừa nói, các người kiếm vũ điện bên trong, cũng có kia Xuân Thu Tử Thần Pháp bản dập. Có thể cho ta xem một chút. Xuân Thu Tử Thần Pháp, năm đó Diêm Ma Tử Thần sáng tạo bí pháp. Hắn dùng phương pháp này đạt được tử vong siêu thoát, Shiva lại muốn dùng pháp này đi giết chết Brahma. Diệp Thần cũng rất muốn nhìn một chút, kia Xuân Thu Tử Thần Pháp có cái gì ảo diệu địa phương. Khương Khiếu Vân nói, có thể, có thể. Xuân Thu Tử Thần Pháp bí quyết, liền ở chỗ này.
Nàng lấy ra hai cuốn quyển trục, còn có hỗn độn thần ma trận bí pháp, cũng ở nơi đây. Cùng nhau hiện lên cho Diệp Thần. Diệp Thần tiếp nhận, cái này hai cuốn quyển trục, một bản hoa văn hỗn độn thần ma trận chữ, hắn triển khai xem xét, chính là kia hỗn độn thần ma trận bí pháp áo nghĩa, dựa vào trận này, có thể hiến tế vi đà chân kinh trang sách, nhưng đại giới to lớn, yêu cầu lấy tự thân tính mệnh máu tươi làm dẫn. Mà một quyển khác quyển trục, phía trên hoa văn chữ, Diệp Thần liền hoàn toàn không nhận ra, thoạt nhìn là phi thường cổ xưa thần bí văn tự, rất có thể là thiên ngoại thế giới văn tự. Hắn đem cái này cuốn quyển trục triển khai, quyển trục bên trong bí pháp ký tự, cũng toàn bộ là phức tạp huyền ảo, vặn và vặn vẹo, cong vẹo, tựa như là dùng máu tươi viết đồng dạng, đầu bút lông ở giữa phảng phất có huyết dịch chảy xuôi xuống tới, nhìn có chút tà môn. Đây chính là Xuân Thu Tử Thần Pháp sao? Diệp Thần nhướng mày, quyển trục này bên trên ký tự, hắn hoàn toàn không biết, nếm thử cảm ngộ thiên cơ, cũng hoàn toàn cảm ngộ không đến mảy may mạch lạc, căn bản không có lĩnh hội khả năng. Duy nhất có thể xem hiểu, là quyển trục đáy đổ một cái cự đại hình mờ, chính là một con hắc thiền đồ đằng. Khương Khiếu Vân nói, đúng vậy, đây chính là Xuân Thu Tử Thần Pháp, truyền thuyết có thể nhường trụ thần tự sát giải thoát kinh dị bí pháp, là năm đó thiên tổ ban thưởng tới, bất quá chúng ta sáng đạo nhai thế giới, không ai có thể xem hiểu. Luân hồi chi chủ, người có thể xem hiểu sao? Diệp Thần nhíu mày, nhẹ nhàng lắc đầu, lại nhìn chăm chú trên quyển trục kia quỷ bí hắc thiền đồ án, nói, ta xem không hiểu, nhưng cảm giác đạo này hắc thiền đồ đằng, tựa hồ là cái gì nơi mấu chốt. Khương Khiếu Vân nói, cái này hắc thiền, là trụ thần đồ đằng. Gọi Xuân Thu Thiền. Diệp Thần nói, trụ thần, Xuân Thu Thiền. Khương Khiếu Vân nói, đúng vậy, trụ thần là một vị nữ thần, là 72 trụ thần một trong, nắm giữ lấy thời gian huyền bí, nàng còn có một người ca ca gọi Vũ Thần, nắm giữ lấy không gian bí pháp. Vũ Thần cùng trụ thần. Là song sinh tử, một cái nắm giữ lấy không gian, một cái nắm giữ lấy thời gian, bọn hắn đều đã chết, đạo thống của bọn họ dung hợp lạc ấn tại thiên đạo phía trên, chính là thiên đạo lục mệnh bên trong vũ trụ mệnh cách. Diệp Thần lấy làm kinh hãi, nói, vũ trụ mệnh cách sao? Kia vũ trụ mệnh cách, bây giờ đang từ hắn trưởng khống, chỉ là hắn không nghĩ tới, nguyên lai vũ trụ mệnh cách, thế mà cũng là nguồn gốc từ 72 trụ thần, hơn nữa còn là hai vị trụ thần đạo thống dung hợp. Khương Khiếu Vân nói, Xuân Thu Thiền là trụ thần đồ đằng cùng kỳ quan, nhưng thế mà xuất hiện tại Diêm Ma Tử Thần Bí Pháp phía trên, ta suy đoán môn này Xuân Thu Tử Thần Pháp, có lẽ cùng trụ thần có quan hệ, nhưng thiên tổ không nói, ta cũng không dám hỏi nhiều. Diệp Thần mày nhíu lại, nhìn xem quyển trục bên trong hắc thiền đồ đằng, lẩm bẩm nói, thật sao? Khương Khiếu Vân lại hỏi, luân hồi chi chủ, người kế thừa vũ trụ mệnh cách, có thể từng nhìn thấy đến vũ thần cùng trụ thần thân ảnh. Diệp Thần lắc đầu nói, không có, vũ thần cùng trụ thần danh hào, ta cũng là hôm nay lần đầu tiên nghe được. Khương Khiếu Vân nói, vậy ngươi khả năng không phải duy nhất thiên mệnh. Diệp Thần ngạc nhiên nói, cái gì? Khương Khiếu Vân nói, thiên đạo lục mệnh, cao cao tại thượng, thiên đạo hạ sinh linh, có cơ hội thiên nhân hợp nhất, thức tỉnh thiên đạo mệnh cách. Đã thức tỉnh thiên đạo mệnh cách người, có thể xưng là thiên mệnh chi tử, nhưng thiên mệnh chi tử khả năng không phải duy nhất. Tỷ như cái này vũ trụ mệnh cách, tại viễn cổ thời đại, liền có hơn mấy chục cái người thức tỉnh, bọn hắn đều là thiên mệnh chi tử, nhưng không phải duy nhất thiên mệnh, mệnh cách lực lượng bị phân tán. Nếu như có thể nhìn thấy thiên đạo mệnh cách phía sau chủ nhân, thấy được trụ thần thân ảnh, liền chứng minh ngươi được tuyển chọn, đạt được phía sau trụ thần tán thành, ngươi liền có thể trở thành duy nhất thiên mệnh. Cái này duy nhất thiên mệnh, cũng không phải cái gì chuyện tốt, chứng minh ngươi bị trụ thần để mắt tới, tương lai trụ thần muốn phục sinh. Sẽ lấy ngươi làm vật chứa, trực tiếp đoạt xá. Diệp Thần không hiểu dùng mình, nói, như thế thiên mệnh chi tử, không làm cũng được. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 567.